thần ẩn của Triệu Lộ Tư mở điểm đu ban lẹt đẹt, còn kém hơn cả Bạch Lộc. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, bộ phim Thần ẩn với sự quy tụ dàn sao trẻ si biết Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Gia Nại, Tào Phỉ Nhiên đã chính thức mở điểm đánh giá trên đu ban. Tuy nhiên, so với dự đoán của khán giả từ trước, Thần ẩn nhận về số điểm khá khiêm tốn. Theo đó, Thần ẩn đang dừng lại ở mốc 6.1 điểm với 33.592 người tham gia đánh giá, trong đó có 29.000 người xác nhận đã xem. Với loạt chỉ số được công bố, rõ ràng thấy được nhiệt lượng của Thần ẩn không cao, thậm chí, nếu đặt lên bàn so sánh với bộ phim vừa mới lên sóng cách đây vài tháng trước của Triệu Lộ Tư là Vụng Trộm Không Thể Giấu, còn kém một khoảng tương đối. Vụng Trộm Không Thể Giấu đánh dấu màn hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, mở điểm là 6.7, số lượng người tham gia đánh giá lên tới hơn 100.000, một năm cho lên sóng tới 3 dự án, nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn là bộ thành công nhất của Triệu Lộ Tư năm nay. Thần ẩn vốn được xếp vào hàng dự án trọng điểm, cấp S cộng của Tencent, song thành tích mà phim đạt được đến hiện tại hoàn toàn không xứng với cái mác này. Khi mới lên sóng, chí ít khán giả còn để mắt và tích cực thảo luận về phim. Tuy nhiên, càng chiếu, sự hào hứng mà mọi người dành cho Thần ẩn cũng vơi đi vài phần. Nguyên nhân Thần ẩn thất bại được cho là kịch bản cũ rích, không mới mẻ, tạo hình nam chính Vương An Vũ bị chê không phù hợp. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư được mang danh là nữ chính nhất phim, nhưng mờ nhạt, diễn xuất yếu, đài từ dính chữ, khó nghe. Trước màn ngã ngựa của Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc bất ngờ bị réo gọi, đông đảo netizen cho rằng họ từng cảm thấy Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã là bộ phim cổ trang gây thất vọng nhất rồi, nhưng so ra, Thần ẩn còn khiến họ nản lòng hơn. Ninh An Như Mộng vừa kết thúc thì Thần ẩn lên sóng, thời gian không cách nhau là mấy, mặc dù vướng phải nhiều tranh cãi, thành tích dự án gặt hái được lại khá ổn, phim mở điểm đu ban là 6.9, hơn 60.000 lượt vote. Lưu Diệc Phi nói lời ngọt ngào với người đặc biệt, tình cảm đã được 10 năm. Dù đang ở ẩn trong thời gian chờ nhận phim mới, nhưng tên của Lưu Diệc Phi mới đây vẫn xuất hiện trên hot search. Nguyên nhân là vì cô đăng tải Weibo để dành lời khen ngợi cho cô bạn thân 10 năm Đường Yên. Theo đó, Lưu Diệc Phi chia sẻ bài Weibo chúc mừng phim phá mốc 31.000 nhiệt của Đường Yên kèm theo lời chú thích, Hung tiểu thư tốt nhất. Lời khen ngợi của Lưu Diệc Phi cho thấy tình bạn của hai chị đẹp vẫn rất thân thiết và ngọt ngào. Sau 10 năm gắn bó, kể từ sau khi đóng chung phim Lộ Thủy Hồng Nhan 2004, có thể thấy Lưu Diệc Phi rất vui mừng cho sự trở lại của cô bạn thân sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh. Được biết, Đường Yên vừa có màn tái xuất đầy ấn tượng trong phim truyền hình Phồn Hoa, dù rằng không đóng vai nữ chính, Đường Yên vẫn thu hút sự chú ý chỉ sau nam chính Hồ Ca. Trong phim, cô vào vai Uông Tiểu Thư, cô gái làm trong ngành ngoại thương, là nhân viên dưới trướng và cũng là một trong những bóng hồng lướt ngang cuộc đời nam chính A Bảo. Do Hồ Ca thủ vai, Đường Yên đã chuẩn bị 3 năm cho vai diễn này. Cô còn phải đi học nói tiếng Thượng Hải vì đạo diễn Vương Gia Vệ yêu cầu dàn diễn viên Phồn Hoa đều phải nói được tiếng Thượng Hải. Trước đó, bà xã La Tấn ở ẩn 6 năm sau khi lập gia đình, sinh con, cô cũng bị nghi ngờ khi được giao cho một nhân vật được miêu tả là ở độ tuổi đôi mươi, luôn xuất hiện với cặp kính dày, mái tóc xoăn, tính cách vui vẻ, phóng khoáng và có phần ương bướng. Tuy nhiên, khi Phồn Hoa lên sóng, Uông Tiểu Thư lại trở thành nhân vật hút fan bậc nhất thông qua sự thể hiện chân thật, sống động của Đường Yên. Bộ phim cũng nhanh chóng đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ, đang trên hành trình trở thành phim bạo đầu tiên của năm 2024. Top 4 phim đáng xem nhất của Thành Nghị, Lưu Ly thay đổi số phận, Liên Hoa lâu nâng tầm địa vị. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Thành Nghị vào showbiz đã nhiều năm, nhưng phải tới khi Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lên sóng vào năm 2020, thì sự nghiệp của anh mới thực sự khởi sắc. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp cùng tên của tác giả Thập Tứ Lan, kể về mối tình 10 kiếp của Chữ Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng. Nữ chính Chữ Toàn Cơ vốn là chiến thần, sở hữu sức mạnh vô địch, khiến cả thiên giới hay âm phủ đều sợ hãi. Vị nữ tướng quân này trải qua vô số trận chiến, tàn sát rất nhiều quân địch, nên sát nghiệp nặng nề, lòng mang thù hận, có hành động trả thù cực đoan. Dẫu vậy, nhờ từng lập được ngàn vạn chiến công, nên nàng được đầu thai làm người phàm nhằm giác ngộ đạo lý và hạ bớt phần oán hận. Được tái sinh, nàng trở thành con gái của Chữ Lỗi và lấy tên gọi Chữ Toàn Cơ. Lúc này, nàng gặp được Chữ Linh Lung, Chung Mẫn Ngô và Vũ Tư Phượng. Từ cô gái lười nhác chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, Toàn Cơ dần trưởng thành và thay đổi theo hướng tích cực. Thời điểm này, nàng cũng dần nảy sinh tình cảm với Tư Phượng. Vào vai Vũ Tư Phượng chịu nhiều đau khổ, bị người yêu giết ở mỗi kiếp, diễn xuất của Thành Nghị trong Lưu Ly được đánh giá cao. Anh thể hiện xuất sắc ở những cảnh nội tâm lẫn đánh võ, đặc biệt chem City cực tốt với nữ chính viên Băng Nghiên. Trầm Vụng Hương Phai. Sau khi nổi tiếng với vai Vũ Tư Phượng,
Thành Nghị được nhắm vào vai chính ở các dự án cổ trang tiềm năng. Ở bộ phim tiếp theo, anh đóng cặp với nữ đỉnh Lưu Dương Tử trong bộ phim cổ trang tiên hiệp Trầm Vụn Hương Phai. Phim xoay quanh mối tình ngang trái, nhiều đau khổ của Nhan Đàm và Ứng Nguyên. Nhan Đàm là đóa hoa sen tinh từ thời thượng cổ. Cô và tỷ muội sinh đôi chỉ tích có cơ hội hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm tại thịnh yến của Vương Mẫu. Sau đó, cô đem lòng yêu Ứng Nguyên và hy sinh một nửa trái tim cho chàng, chấp nhận bị tổn thương linh hồn vì người mình yêu. Nhưng Ứng Nguyên không nhớ Nhan Đàm là ai, mà lầm tưởng người giúp mình là chỉ tích. Do quá đau khổ, Nhan Đàm từ bỏ thân thể thần tiên để rơi vào vòng xoáy luân hồi. Sau 800 năm lưu lạc, Nhan Đàm gặp lại Ứng Nguyên chuyển kiếp là Đường Châu. Họ một lần nữa tái diễn chuyện tình ngang trái từ kiếp trước. Liên Hoa Lâu. Liên Hoa Lâu có lẽ là bộ phim đỉnh nhất mà Thành Nghị đóng chính, đánh dấu bước đột phá mới trong sự nghiệp của gà cưng Hoang Thụy thế kỷ. Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Cát Tường của Tùng Bình, kể về Lý Tương Di, môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm. Sau một trận chiến lớn bị thương nặng và từ đó lui về làm một lang trung không thèm quan tâm danh vọng tên Lý Liên Hoa, trong cuộc gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh, kẻ thù cũ, Tương Di quyết định trở lại giang hồ một lần nữa. Thành Nghị đã có màn biến hóa khôn lường khi hóa thân vào vai đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di, từ một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, ngạo nghễ, hết mình vì chính nghĩa đến một thần y Lý Liên Hoa trầm ổn, thu liễm hơn. Sau Liên Hoa Lâu, Thành Nghị không chỉ đạt được thành tích phim ảnh mới, thu hút lượng fan cũng mà còn từng bước leo lên vị trí của một trong những tiểu sinh lưu lượng hàng đầu Hoa ngữ. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim hiện đại đầu tiên mà Thành Nghị đóng chính. Phim kể về nghiên cứu viên dược phẩm Phó Vân Thâm và bác sĩ ngoại khoa Chu Cựu đi viện trợ y tế nhân đạo ở một vùng kém phát triển. Hai người từ hiểu lầm ban đầu đến rơi vào lưới tình cùng trải qua sống chết. Còn chưa kịp thổ lộ tình cảm thì một tai nạn khiến cuộc đời Phó Vân Thâm rơi xuống đáy vực. Anh cắt đứt liên lạc với Chu Cựu. Trước sự làm khó đủ bề của Phó Vân Thâm, Chu Cựu vẫn kiên trì lạc quan, dùng tình yêu kháng khích từ từ chữa trị cho Vân Thâm, cùng anh thoát khỏi bóng tối. Hai thánh ngược Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm song kiếm hợp bích ở phim mới, fan lo lắng cái kết khóc lục nhà. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác cùng Bành Tiểu Nhiễm trong dự án phim mới Phượng Hoàng Đài Thượng. Thông tin này thu hút rất nhiều sự chú ý, bởi cả hai ngôi sao đều là những người có tiếng bên dòng phim cổ trang, đặc biệt là những tác phẩm ngược, lấy nước mắt khán giả. Bành Tiểu Nhiễm nổi đình nổi đám từ sau dự án Đông Cung, đóng cặp với Trần Tinh Húc, vào vai cửu công chúa Tây Châu là Khúc Tiểu Phong. Bành Tiểu Nhiễm được khen hết lời vì tạo hình hồng y đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Những phân đoạn lấy nước mắt của khán giả cũng được mỹ nhân sinh năm 1990 diễn ngoài sức mong đợi. Kết phim của Đông Cung cũng là nỗi ám ảnh của khán giả vì quá bi thương. Cũng từ đây Bành Tiểu Nhiễm nổi lên với danh xưng bà hoàng phim bi. Về phía Nhậm Gia Luân, khi tham gia dự án Châu Sinh Như Cố, đóng cặp Bạch Lộc, nam diễn viên cũng lấy biết bao nước mắt của khán giả. Khi cái kết không thể đau lòng hơn, vào vai tiểu nam thần vương bao nhiêu năm chinh chiến, bảo vệ bình yên cho cùng đất Tây Châu, nhưng kết cục lại bị gán cho tội mưu phản, chết thảm. Nhậm Gia Luân lột tả thần thái từ ánh mắt đến lời thoại một cách trọn vẹn. Ngoài Châu Sinh Như Cố, nhiều phim khác của nam diễn viên sinh năm 1989 cũng thường có cái kết bad ending, khiến nhiều fan không dám xem lại vì quá đau lòng. Chính vì vậy, sự hợp tác lần này của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm khiến nhiều mọc phim lo lắng, vì dự sẽ tốn cả thùng khăn giấy. Khúc Tịnh Y lại bị chê mạnh vì cuốn Sương Sa Hạt Lựu chi chít quanh đầu, netizen ngán ngẩm, đúng là 1000 năm như một. Ngày 9 tháng 1, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện loạt ảnh chụp từ hậu trường bộ phim Thiên Hương của Khúc Tịnh Y, thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Người đẹp diện một bộ váy cổ trang màu xanh nhạt, tóc được trang trí với hoa và nhiều trang sức, trông như một nàng tiên rừng. Theo bật mí của ekip, cô sẽ vào vai Khương Lê Phi và Tiểu Bổng Chùy trong phim. Dù nhan sắc của mỹ nhân 4000 năm có một là điều đã được nhiều người công nhận, tạo hình mới của Khúc Tịnh Y lần này lại thu về khá nhiều lời chê. Một số khán giả nhận xét ngôi sao chính ít quá nhàm chán và một màu, phục sức trên đầu của Khúc Tịnh Y lúc nào cũng theo kiểu Sương Sa Hạt Lựu rườm rà và diêm dúa. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng người đẹp quá ỷ lại vào nhan sắc của bản thân mà không chịu khó trau dồi khả năng diễn xuất. Một số bình luận của netizen: sao cái đầu cô này lúc nào cũng hoa với sợi thế nhỉ, trông sến quá, hình như tại mình không thích cô diễn viên này hay sao mà nhìn cứ thấy nhàm nhàm, đúng là 1000 năm như một thật. Tính ra đây là phim tiên hiệp nên nhìn là bình thường lắm rồi đấy, mấy cô khác còn sến hơn nhiều. Vả lại đây cũng không phải tạo hình duy nhất của Khúc Tịnh Y trong phim này, chỉ là một trong 12 kiếp. Thiên Hương là dự án đánh dấu sự tái hợp giữa cô với người tình màn ảnh Tống Uy Long kể từ Thư Sinh Xinh Đẹp sau hơn 3 năm. Kịch bản được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thiên Hương Bách Mị của Thập Tứ Lang, do Yuku và Hoang Thụy thế kỷ sản xuất.
Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.